Hello tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hòa Thọ Mì của em nhé. Đây, trước mặt các bác đang thấy một em thiếu múa này, múa cánh này rất là đẹp các bác nhé. Đấy, một em bạc má gọi là siêu mẫu luôn các bác nhé, bóng bộ cực đẹp luôn. Chim mà vừa mới về nhá, điện đó còn chưa căng đâu các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy là đuôi to như cái quạt đấy các bác ạ. Bây giờ nó rơi vào tầm 5:30 chiều các bác nhé, 5:30 chiều rồi. Sớm hơn một chút đấy, em cũng chẳng nhớ bởi vì em không có điện thoại ở đây. Nên là đang quay clip cho các bác, em thiếu này vừa mới mổ xong các bác nhé, vừa ra khỏi học xong thì em quay clip cho các bác xem. Đấy, các bác nào ưng thì alo cho em nhé. Đấy, cánh này các bác ơi, cánh ra rất là ok nhá. Chim nó chưa được căng hẳn đấy các bác nhá, em này thuần 80% rồi. Anh em nào ok con này thì alo cho em nhé. Nói chung là bóng bộ dáng dấp rất là đẹp, em này mà căng là thành hàng VIP đấy. Đấy, các bác có thể thấy là đấy, chim nó vừa hot, nó vừa ấy, bởi vì thứ nhất nó là vừa mới về, thứ hai là buổi chiều rồi các bác ơi. Đấy, các bác thấy đuôi to chưa, đuôi xòe rất là to nha các bác nhá, đuôi xòe rất là to, má trắng rất là đẹp luôn các bác ơi. Em này má trắng, mặt cũng rất là đẹp luôn, đặc biệt là chân em này chân màu hơi màu đồng một chút, nhìn rất là đẹp. Tí nữa em sẽ quay sát đầu mặt với chân cho các bác xem. Nói chung là em này cứ hot, rất là ở nhà người ta thì hot cực kỳ tốt luôn, xòe đuôi rất là to luôn. Đây là nó chưa hết form các bác nhá, nó chỉ được khoảng tầm 75% so với cái clip khi ở nhà người ta thôi. Đấy, các bác có thể thấy là chim chơi rất là ok luôn. Cái này mà căng là rất là ok đấy các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy là đấy, bóng bộ đẹp nha các bác nhé. Bóng bộ này đẹp, mướt mát, đẹp, cực đẹp luôn. Các bác xem trên video các bác có thể thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Giọng rất là hay, rất là nhiều nhá. Phải qua là chim mà mới về thôi các bác ơi, nên là chưa được căng này. Đây, chắc sẽ zoom sát vào mặt cho các bác xem, để các bác thấy rõ. Về em nói nhé, các bác chờ tí em sẽ zoom cho các bác xem. Hót rất là tốt luôn các bạn, cực tốt luôn. Em nói chưa được căng hẳn nên là chưa ra được hết form. Ấy, các bác thấy không, giọng rất hay luôn. Đây, zoom sát cho các bác xem nhá. Mắt này, mắt đỏ ngầu luôn các bác nhá, yếm trắng to nhá, yếm trắng rất to và yếm đậm nha các bác nhá. Giọng hay này, các bác đây chơi, các bác nhìn chân nhá. Đấy, cái chân nó màu rơi màu đồng đồng này các bác này. Để tránh tình trạng này, nhầm lẫn thiếu thì các bác xem một em nhá. Thấy chưa, bóng bộ rất đẹp luôn. Đấy, cánh này, con em này mà căng là có cánh nha các bác nhá. Đấy, em này để ngày mai quay thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn. Nhưng tiếc là hôm nay về thì thấy về cái cho ra học hot luôn thì em quay clip luôn để cho các bác. Đấy, đuôi xòe rất đẹp các bác nhé. Bóng bộ đẹp, đuôi xòe đẹp. Đấy, các bác thấy chưa? Bác nào mà bố kết em này thì alo cho em nhá. Hình như chim nó cũng không được còn sung như người lúc vừa lấy rồi các bác ơi. Em xin phép đã rỉa lông rồi, rỉa lông rồi. Em xin phép mà dừng clip tại đây nhé các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào bố kết thì alo cho em, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Rồi, tạm biệt các bác ạ. Vẫn chơi bình thường nhỉ. Rồi, xin chào các bác nhá.